Chào mọi người, hôm nay Vương sẽ làm cái video nho nhỏ để mà hướng dẫn mọi người cái cách làm cái thùng bucket tái chế này nha. Cái là cái thùng bơ đó. Cái thùng bơ này thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì Vương mua ở đường Hàng Hải Nguyên. Đường Hàng Hải Nguyên họ bán rất là nhiều những cái thùng nhựa tái chế. Mình có thể xuống đó mua rất là nhiều thứ. Thùng từ thùng lớn, thùng nhỏ, đủ thứ hết à. Vương ra đó mua thì Vương thấy có loại thùng này thì Vương rất là thích. Cái thùng này là thùng tái chế từ thùng bơ, còn đây là cái thùng từ thùng sơn, còn đây là cái thùng chuyên nghiệp, thùng thủy canh chuyên nghiệp á, bucket thủy canh chuyên nghiệp mà có một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Còn có một cái loại nữa màu đen hay màu vàng vàng đó, họ sản xuất của Trung Quốc hay là gì đó, thì nó hơi nó để ngoài nắng khoảng chừng một hai vụ thì nó hơi bị giòn, cho nên người thì không xài mấy cái đó. Vương thích mấy cái thùng tái chế này hơn. Vương xài 3 năm, nhưng mà nó vẫn dẻo, vẫn không có bể, thì Vương thích hơn. Thì cái nhựa này thì nó mình an tâm hơn, cái này nó sử dụng để mà đựng thực phẩm mà. Cái cách làm cái thùng này thì khá là đơn giản. Vương đo từ đáy thùng lên là vào khoảng 3.5 cm. Vương khoan cái lỗ này là Vương khoan cái lỗ 29, tại vì Vương sẽ sử dụng cái ron này. Đây là cái ron bảo bình, đây ron cao su bảo bình 27. 27 là họ nói về cái lỗ bên trong này nha, còn ở bên ngoài thì mình phải khoan cái lỗ 29 mới để vô dừa. Là dưới cái ống của mình á, cái ống của mình xài là cái ống 27 rồi, thì cái dòng cao su nhựa ngoài nữa là khoảng 29 là dừa. Vương khoan một cái lỗ ở phía ngoài thì các bạn nhìn thấy rồi, nó có một cái co đi xuống để nó chảy nước xuống cái ống hồi. Còn ở bên trong này cũng vậy, ở bên trong này cũng có một cái co đi xuống. Rồi cái co này đi xuống như vậy thì nó để mà nó tạo cái hiệu ứng siphon, để mà nước nó dâng tràn lên tới đây thì nó hút ra rồi nó cạn xuống. Thì khi mà siphon như vậy dâng tràn lên hạ xuống như vậy thì nó kích thích cái bộ rễ mình phát triển tốt hơn. Ở đây Vương sử dụng là giá thể thì Vương sử dụng là đá perlite, cho nên Vương có cái túi lưới này á, là cái túi lưới để mọi người bọc trái cây á, mấy vườn trái cây như vườn mít rồi kia họ hay bọc á, thì Vương mua lại cái túi này của mấy người đó để mà lót bên trong này, để cho cái đá perlite nó đừng có chạy xuống cái ống hồi đó, đừng có chạy xuống cái ống hồi của Vương á, thì nó không bị nghẹt nước, thì nó an toàn hơn, tại vì mấy cái ống này mà nó nghẹt nước thì phiền lắm đó. Nó nằm giống như vậy đó, là xong mình đổ đá perlite vô. Khi mình đổ đá vô đi thì Vương đổ khoảng chừng 3/4 cái thùng thôi thì là nó ok rồi. Chẳng hạn như như cái này đi đó, các bạn nhìn thấy không, đổ vô khoảng 3/4 nè đó, cái rễ cây cà nó mọc lên tới đó luôn rồi đó. Đó, ở đây là Vương làm trong cái khu này thì Vương có bên đây là cái vàng, hệ thống này 2 tầng. Vương đang trồng cà, trồng cà bằng nhánh của mấy cái cà Nova đó. Còn ở bên đây thì Vương mới làm thêm một cái vàng 3 tầng nữa, Vương sẽ trồng cải keo, là dưới cải keo thì nó ăn rất là dài, là dưới bắp cải. Bởi vì ở đằng sau lưng này của Vương thì nó bị dừa nước nó che hết rồi, nên không có nắng, Vương chỉ có nắng một chiều phía bên này rọi qua thôi, thành ra Vương mới làm cái hệ thống kiểu này. Đặng mình trồng cải keo là dưới bắp cải thì rất là tốt. Đó, về cái thùng bucket này thì nó khá là đơn giản. Cái thùng này là cái thùng 18 lít, còn cái thùng tròn này thì 20 lít. Thực sự ra thì mấy cái thùng này á, từ 12 lít cho tới 20 lít. Từ 12 lít trở lên á, là nó đủ lớn để mà cho bộ rễ phát triển rồi. Cho nên các bạn không cần phải đòi cái thùng quá lớn hay là sợ thùng quá nhỏ. Thực ra ở bên Mỹ Vương đã từng sử dụng cái thùng 3 galon, cái thùng nhỏ xíu luôn, cái thùng tròn nhỏ đó, mà vẫn trồng được như thường, vẫn trồng ngon lành. Bởi vì khi mình xài cái hệ thống bucket hồi lưu này á, thì cái dinh dưỡng của mình chăm vô cái rễ, bộ rễ của cái cây á, rất là nhiều, mà nó chăm thường xuyên, cho nên cái cây của mình gần như là không có thiếu dinh dưỡng. Giống như những hệ thống thủy canh hồi lưu khác vậy đó, nhưng mà nó có một cái phần diện tích rộng này để cho cái bộ rễ phát triển, để nó giữ cho cái cây được tốt, thành ra nó cũng không có cần quá lớn đâu. Tôi nghĩ cái này cũng nhỏ hơn nè, cái này cũng cỡ chắc 12 15 lít gì đó mà vẫn phát triển tốt thôi, không có sao hết. Cái quan trọng ở đây là Vương thích mình sử dụng được cái ống thoát nước, ống to như vậy thì nó sẽ ổn định hơn, nó không bị nghẹt. Đó, đây là cái nguyên lý làm cái bucket này vậy thôi. Rồi, chúc mọi người thành công nha. Có gì comment ở dưới, Vương sẽ hướng dẫn thêm. Cảm ơn mọi người.